Hello cả nhà nha. Hôm nay em lại tiếp tục đi săn ong mật này nha cả nhà. Ngày mới em xin chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe, làm ăn luôn luôn thành công trong mọi lĩnh vực nha cả nhà. Chúc các anh em đồng nghiệp săn bắt trúng mánh trong chuyến săn bắt của mình nha. Sáng giờ em đi, giờ này cũng 11 giờ mấy rồi cả nhà. Em cũng mới phát hiện được ổ à. Đóng trên cây sa cừ này cả nhà. Đóng trên đó. Giờ này trời mù quá, quay cũng không rõ cho cả nhà xem nha cả nhà. Ông khá là bự nha. Đóng này nè cả nhà. Đây, giờ để em tiến hành lên em bắt em quay cho cả nhà cùng xem nha. Ông khá là bự. Rồi, giờ em đốt đuốc cũng xong rồi cả nhà. Giờ lên tiến hành bắt quay cho cả nhà xem nha. Gì không? Nên tới cái bông cái nè. Giờ đến để tiến hành lên bắt quay cho cả nhà xem luôn nha. Hấp luôn cả nhà. Khá là bự cả nhà. Em lấy tấm ảnh thumbnail cái nhà cả nhà. Con này quá khủng. Rồi cả nhà. Ông quá khủng luôn cả nhà. Mưa luôn cả nhà. Rồi để em lại bắt luôn nha cả nhà. Trời mưa luôn cả nhà.
khô mặt rồi cả nhà ơi, quá bự luôn. Mặt 30 lít á. Em gọt lại đợt sau em ăn tiếp. Quá khủng luôn. Bức mặt rồi cả nhà ơi, đói nữa cả nhà ơi. Hy vọng còn được lít mấy hay lít được. Quá sâu luôn. Quá cũng cắt xuống luôn nha cả nhà. Mặt quá dở. Sâu rồi. Giờ để em cắt luôn cả nhà. Ô, mặt này dở. Ô, được ngon. Kia nữa. Ok. Chụp mức quá khủng luôn cả nhà. Mức quá bự. 4-5 lít luôn. Còn chắc được lít rồi cả nhà. Quá hớp luôn. Móc đòi. Chữa là chúng ta ăn sao đúng cho ngon lành ngay. Còn được lít cũng được. Đỡ không có.
Tôi đi luôn đó. Em cho giày vô đi tiếp cả nha. Quá cũng bức quá khủng luôn. Rồi 4 lít ạ. Còn được cái gách chân này. Cỡ lít mấy à. Rồi em cũng ngừng video đây luôn nha cả nhà. Hẹn cả nhà gặp lại tiếp sau nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye. Và có nữa thì em quay em cộng vô luôn nha cả nhà.